Các em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nguồn nước cứng để biết được nước cứng là gì và nước cứng có tác hại như thế nào đối với đời sống của chúng ta. Để tiếp thu tốt nhất kiến thức của bài học này, có những nội dung kiến thức có liên quan các em đã học ở những tiết trước mà các em còn phải nắm. Vì vậy, trước khi đi vào nghiên cứu nội dung bài học, mời các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Chúc các em có một tiết học đầy thú vị. Đoạn clip trên, chúng ta thấy nước có một vai trò cực kỳ quan trọng đối với đời sống cũng như trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, chúng ta thường hay gặp một số hiện tượng như khi chúng ta đun nước lâu ngày thì dưới đáy ấm thường có một lớp cặn. Hay một số ống dẫn nước nóng bị tắc hoặc bị giảm lưu lượng nước do có một lớp canxi carbonate tạo thành bám bên trong ống. Hay là một hiện tượng khác như cùng một lượng xà phòng như nhau, cùng một lượng nước nhưng lấy từ hai nguồn nước khác nhau, thì một chậu chúng ta thấy tạo được rất nhiều bọt xà phòng, còn một chậu thì ít bọt xà phòng hơn. Vì sao như vậy? Để giải quyết các vấn đề trên, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu sang bài nước cứng. Chúng ta đi vào nghiên cứu nội dung tiết 45. Nước cứng. Học về nước cứng, chúng ta sẽ được nghiên cứu những vấn đề sau. Chúng ta biết được thế nào là nước cứng và đồng thời phân biệt được tính cứng tạm thời với tính cứng vĩnh cửu và tính cứng toàn phần. Nước cứng gây ra những tác hại gì đối với đời sống cũng như trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp? Và làm thế nào để làm mềm nước cứng? Nội dung cuối cùng là phương pháp nhận biết ion canxi 2 cộng, magie 2 cộng trong dung dịch. Sau đây mời các em đến với nội dung bài học. Mời các em quan sát một số hình ảnh sau.
Qua các hình ảnh trên, chắc các em đã hiểu được tầm quan trọng của nước sạch cũng như vai trò của nước sạch đối với đời sống của con người. Một nguồn nước được gọi là sạch thì nó phải đảm bảo được các yếu tố an toàn cho người sử dụng. Thông thường thì trong nước luôn chứa đựng những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie, phốt pho, sắt, v.v. Trong đó canxi có một vai trò quan trọng trong việc hình thành, phát triển cũng như củng cố hệ thống xương khớp trong cơ thể. Nước đạt tiêu chuẩn thì nồng độ của những nguyên tố vi lượng này nằm ở một mức độ cho phép. Nhưng nếu hàm lượng của canxi hay magie vượt qua một mức độ tiêu chuẩn thì nước trở thành nước cứng. Như vậy, nước cứng cũng có thể coi là nước chưa sạch bởi nó chứa những ion ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thiết bị trong quá trình sử dụng. Vậy nước cứng là gì? Và nguyên nhân tạo thành nước cứng như thế nào? Mời các em quan sát đoạn clip sau. Như các em đã biết, trong nước mưa có hòa tan một lượng nhỏ CO2. Sẽ hòa tan đá vôi, tạo canxi hydrocarbonate. Canxi hydrocarbonate tan trong nước theo dòng chảy ra sông, suối, ao, hồ. Và đây là phương trình minh họa. Như vậy, canxi carbonate bị hòa tan trong nước có CO2, tạo canxi hydrocarbonate. Qua clip trên, chúng ta thấy rằng trong hành trình từ đầu nguồn đến nơi sử dụng, nước hòa tan những nguyên tố vi lượng, trong đó bao gồm canxi và magie. Đặc biệt khi nước mưa đi qua những khu vực có mỏ đá vôi hay khoáng sản, thì một lượng lớn magie và canxi được hòa tan trong nước, làm cho nước trở thành nước cứng. Độ cứng của nước được xác định là tổng hàm lượng cation canxi và magie có trong nước. Và dưới đây là bảng phân loại độ cứng của nước. Nước được coi là nước mềm nếu nồng độ cation canxi và magie trong khoảng từ 0 đến 0,6 mmol trên lít. Nếu lớn hơn 0,6 mmol trên lít, nước có tính cứng. Nội dung thứ nhất các em cần nắm là khái niệm về nước cứng. Nước cứng là nước có chứa nhiều cation canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Dựa vào thành phần các anion có trong nước, người ta phân loại nước cứng như sau. Nước có tính cứng tạm thời là tính cứng được gây nên bởi các muối canxi hydrocarbonate và magie hydrocarbonate. Nước có tính cứng vĩnh cửu là tính cứng được gây nên bởi các muối sinh phát hoặc clorua của magie và canxi. Nước có tính cứng toàn phần bao gồm cả tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu. Và nước cứng gây ra những tác hại nào đối với đời sống cũng như trong sản xuất? Mời các em hãy quan sát đoạn clip sau. Xin chào quý vị và các bạn, tôi tự giới thiệu, tôi là Thúy, chuyên viên tư vấn của phòng chuyên gia nước Etaba Việt Nam. Như các bạn đã biết, nước cứng gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống sinh hoạt. Theo khảo sát của phòng chuyên gia nước, hơn 60% số nước sinh hoạt tại Hà Nội nước có độ cứng cao, đặc biệt một số khu vực như Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai và ngay cả những chung cư, biệt thự cao cấp, nước cứng cũng gây ra rất nhiều phiền toái. Các bạn có thể thấy rất nhiều dấu hiệu có thể nhận diện như các thiết bị trong nhà bị tắc như là máy giặt, máy rửa bát, nước bị đóng cặn, ở dưới ấm đun thường xuất hiện rất nhiều cặn trắng, da và tóc bị khô. Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về tác hại của nước cứng, hôm nay chúng tôi tiến hành một thử nghiệm đối với xà phòng. Thí nghiệm của chúng tôi được tiến hành như sau. Ở đây chúng tôi tiến hành qua hai mẫu nước cứng với độ cứng 200mg trên lít. Và mẫu nước thứ hai là nước máy thông thường với độ cứng 70mg trên lít. Chúng tôi tiến hành đổ hai chai nước này vào hai chậu. Thank you.
thể dễ nhận biết rằng đối với chậu nước cứng tạo ra rất ít xà phòng. Còn đối với chậu nước máy thông thường, cơ quạt xà phòng tạo ra rất là nhiều. Qua đoạn clip trên, chắc rằng các em đã thấy được nước cứng làm giảm khả năng tạo bọt của xà phòng. Vậy liệu nước cứng có làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng hay không? Mời các em tiếp tục quan sát đoạn clip sau. Đây là một đoạn clip mô phỏng về tính năng tẩy rửa của xà phòng. Các em đã biết, xà phòng thường dùng là hỗn hợp muối natri hoặc muối kali của axit béo. Muối natri trong xà phòng có khả năng làm giảm sức căng bề mặt của các chất bẩn bám trên vải hoặc trên da. Do đó vết bẩn được phân tán thành nhiều phần nhỏ hơn rồi được phân tán vào nước và bị rửa trôi đi. Mời các em hãy quan sát tiếp để hiểu rõ hơn về tính năng tẩy rửa của xà phòng nhé. Như các em biết, trong nước cứng có chứa các cation canxi hoặc magie. Các cation này sẽ tạo muối palmitat hoặc stearat, thường khó tan trong nước, do đó làm giảm tính năng tẩy rửa của xà phòng. Qua các đoạn clip trên, chắc rằng các em đã biết được một số tác hại của nước cứng. Nước cứng gây ra nhiều tác hại trong đời sống cũng như trong sản xuất. Những thiết bị nồi hơi, đường ống nếu sử dụng nước cứng sẽ tạo thành những lớp muối carbonate trên bề mặt của thiết bị, làm giảm khả năng dẫn, truyền nhiệt. Thậm chí nguy hiểm hơn khi những lớp carbonate này lấp kín những van an toàn, dễ gây đến việc hệ thống quá tải và dễ bị nổ. Ngoài những tác hại trên, thì nước cứng cũng làm giảm khả năng tẩy rửa của xà phòng. Hiện nay người ta đã tổng hợp nhiều hợp chất không phải là muối natri của axit carboxylic nhưng có tính năng tẩy rửa như xà phòng. Những hợp chất này được gọi là chất giặt rửa tổng hợp. Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm hơn xà phòng là có thể giặt rửa ngay cả trong nước cứng. Nếu chúng ta dùng nước cứng để pha trà hoặc là nấu ăn thì cũng sẽ làm giảm hương vị của trà hoặc là giảm mùi vị của thực phẩm, vân vân. Nước cứng gây ra nhiều tác hại như vậy. Làm thế nào để làm mềm nước cứng? Chúng ta sang nội dung thứ 3, cách làm mềm nước cứng. Chúng ta đến với nội dung thứ 3 là cách làm mềm nước cứng. Như các em đã biết, nước cứng là nước có chứa nhiều cation canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Vậy nguyên tắc chung cũng như các phương pháp để làm mềm nước cứng là gì? Để giải quyết các vấn đề nêu trên, mời các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Các em theo dõi thí nghiệm. Cô cho dung dịch natri carbonate vào một cốc nước. Các em thấy có xuất hiện các tủa màu trắng, chứng tỏ trong cốc nước này có chứa cation canxi hoặc là magie và đã bị chuyển về dạng các tủa là canxi carbonate hoặc magie carbonate.
Như vậy chúng ta có thể lọc tách bỏ cái tủa đi và chúng ta sẽ thu được nước trong cốc là nước mềm. Với cốc nước còn lại, cô cho dung dịch natri carbonate vào thì không xuất hiện cái tủa, chứng tỏ nước trong cốc này là nước mềm. Như vậy, thí nghiệm trên đã kết thúc phần tìm hiểu về các cách làm mềm nước cứng. Các cách chúng ta đã sử dụng ở trên thuộc phương pháp kết tủa. Vậy phương pháp kết tủa được dùng để làm mềm nước cứng tạm thời cũng như nước cứng vĩnh cửu hoặc nước cứng toàn phần như thế nào sẽ được tổng kết lại ở trang tiếp theo. Mời các em theo dõi. Như vậy, qua các câu hỏi trên, chúng ta có thể đúc kết ra một số cái nội dung sau. Nguyên tắc chung để làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ các cation canxi và magie trong nước. Có nhiều phương pháp để làm mềm, trong đó phương pháp đầu tiên chúng ta xét là phương pháp kết tủa. Đối với nước có tính cứng tạm thời, chúng ta có thể đun sôi nước hoặc dùng dung dịch canxi hydroxit vừa đủ. Hoặc chúng ta cũng có thể dùng dung dịch natri carbonate hoặc natri phosphate. Đối với nước cứng có tính cứng vĩnh cửu, phương pháp thích hợp là dùng dung dịch natri carbonate hoặc natri phosphate. Đối với nước có tính cứng toàn phần thì cũng tương tự như đối với nước cứng vĩnh cửu, chúng ta cũng có thể dùng dung dịch natri carbonate hoặc natri phosphate. Các em lưu ý, trên thực tế, người ta thường dùng đồng thời một số hóa chất, ví dụ canxi hydroxit và natri carbonate. Ngoài phương pháp kết tủa, chúng ta còn có phương pháp thứ hai, đó là phương pháp trao đổi ion. Để biết được phương pháp trao đổi ion thực hiện như thế nào, mời các em quan sát đoạn clip sau. Trong xử lý nước cứng, người ta thường dùng các vật liệu polymer có khả năng trao đổi cation, gọi chung là nhựa cationic. Khi đi qua cột chứa nhựa trao đổi ion, các cation canxi và magie có trong nước cứng đi vào các lỗ trống trong cấu trúc polymer, thế chỗ cho các cation natri hoặc hydro của cationic đã đi vào dung dịch. Và các em lưu ý, cái phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả độ cứng vĩnh cửu lẫn độ cứng tạm thời của nước. Để rõ hơn, mời các em quan sát đoạn clip sau. Ta đến với nội dung thứ tư. Cách nhận biết ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng trong dung dịch. Dùng dung dịch chứa ion carbonate sẽ tạo ra kết tủa canxi carbonate hoặc magie carbonate. Sau đó chúng ta sục khí CO2 dư vào dung dịch, nếu kết tủa tan, chứng tỏ sự có mặt của ion canxi và magie trong dung dịch ban đầu. Và sau đây là phương trình hóa học minh họa. Cách nhận biết cation canxi và magie trong dung dịch đã kết thúc nội dung bài học này. Sau đây mời các em làm bài tập kiểm tra nhận thức. Tất cả các em có 10 câu hỏi. Mỗi câu hỏi các em trả lời đúng, các em sẽ được 10 điểm. Và số điểm tối đa với 10 câu hỏi là 100 điểm. Mỗi câu hỏi các em chỉ được phép trả lời một lần. Nếu trả lời sai, các em sẽ phải chuyển sang câu hỏi khác. Mời các em bắt đầu với câu hỏi số 1. Nước thiết yếu đối với mọi sinh vật trên trái đất vì là một thành tố quan trọng của tự nhiên. Nước trên mặt đất bốc hơi lên thành mây rồi tạo ra mưa đổ xuống lại trong các ao hồ, chảy thành dòng sông, suối từ núi cao ra đến biển cả theo chu kỳ như nguồn mạch sự sống. Những dòng sông luôn được ví như mạch máu trong cơ thể con người. Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện nay có hơn 2.732 con sông, kênh lớn nhỏ
với tổng chiều dài khoảng 41.900 km, với tổng lượng chảy hàng năm khoảng 830 đến 840 tỷ mét khối nước. Thế nhưng, do sự bùng nổ dân số cùng với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa phát triển nhanh mà thiếu kế hoạch cũng như chính sách phù hợp đã khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm. Từ đó, lượng nước sạch trở nên thiếu hụt. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp không được xử lý mà xả trực tiếp vào các kênh rạch chảy thẳng ra sông, gây tình trạng ô nhiễm nước trầm trọng. Kế đến là tình trạng xả rác bừa bãi tại các khu vực kênh rạch làm tắc nghẽn dòng chảy. Qua đoạn clip trên, chắc rằng các em đã hiểu được tầm quan trọng của nước sạch, cũng như vai trò của nước sạch đối với cuộc sống của con người. Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ nguồn nước? Hãy chung tay bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ nguồn nước. Đó cũng là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Đoạn clip trên đã khép lại nội dung bài học hôm nay. Cô chúc các em luôn vui, khỏe và có kết quả học tập thật tốt. Chào tất cả các em!